Thấy Trạng Nguyên về làng, cả xóm liền hân hoan chào đón còn hơn cả thi đỗ đại học. Theo đó, bé gái vừa chính thức tốt nghiệp mẫu giáo. Ngay từ giây phút này, em đã có thể đương đương chính chính ngẩng cao đầu mà thưa với mọi người rằng mình đã được một trường tiểu học danh giá nhận em vào lớp 1. Quá trời tự hào, quá đã và quá dữ. Hôm nay chính thức mang vinh quang ấy về cho làng xóm. Thấy Trạng Nguyên vừa bước đến cửa ngõ, cả xóm liền hân hoan chào đón bằng những tiếng la ó, những tiếng vỗ tay, cùng với đó là những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, như kiểu muốn nói em là niềm tự hào của cả xóm này, còn hơn cả thi đỗ đại học top đầu thế giới. Cầm tấm ảnh tốt nghiệp mẫu giáo trên tay, bé gái lạnh lùng như để gấp đôi sự ngầu lòi cho các bà hàng xóm và các camera chạy bằng cơm phải nể phục. Tuy không cao, nhưng ai ai cũng phải ngước nhìn. Khoảnh khắc cả xóm mừng như thấy Trạng Nguyên về làng được quay lại và đăng lên mạng xã hội đã nhận về hàng triệu lượt tương tác. Nhiều người đã để lại bình luận ở bên dưới video. Một lời khen chả mất mát gì nhưng là niềm vui to lớn cho mấy đứa nhỏ. Thì tại sao không? Công nhận nhỏ có mấy bà hàng xóm chất lượng ghê. Em tôi nó còn mang cả hình và giấy khen treo hết lên bờ rào 3 ngày cho hàng xóm lát mắt chơi. Lớn lên kể lại chắc đội quần luôn quá. Em là niềm tự hào của cả xóm này, quá đã và quá dữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.